Tiếp theo là ví dụ số 20 trong các cái ví dụ về tối ưu hàm một biến. Thì một xí nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm biết rằng hàm cầu là QD bằng 656 trừ 1 phần 2B và hàm tổng chi phí TCQ bằng Q mũ 3 trừ 77 Q bình phương cộng 1.000 Q cộng 40.000. Tìm sản lượng Q sao cho cái xí nghiệp đạt cái lợi nhuận tối đa. Thì trước tiên là chúng ta phải tìm cái hàm lợi nhuận. Thì cái bài này đó đề nó cho cái hàm hàm cầu, tức là cái sản lượng mà nó tính theo B, sản lượng cầu mà nó tính theo giá, thì chúng ta phải tìm hàm cầu đảo lại. Chỗ này chúng ta phải tìm cái hàm cầu đảo lại bằng cách là chúng ta cho cái QD này bằng Q. Thì để cho cái doanh nghiệp mà nó có lợi nhuận tối đa đó thì nó phải bán hết sản phẩm. Thì cái trước tiên là ta phải có là cái điều kiện là QD. Q nó bằng QD. QD. Tức là để nó có cái lợi nhuận tối đa thì cái sản lượng sản xuất ra nó bằng đúng bằng cái sản lượng của nhu cầu thị trường, tức là QD. Và mình sẽ gắn cái hàm QD vào. Thì này là Q nó sẽ bằng 656 trừ cho 1 phần 2B. Ở đây mình sẽ giải ra, mình sẽ tìm B theo Q, tức là mình nhân hai vế cho hai nè. Thì này là 2Q bằng 1312, phải không? Trừ cho B. Sau đó mình chuyển vế qua thì mình sẽ được cái B bằng 1312 trừ cho 2Q. Thì cái đây nó cũng gọi là hàm giá hay còn gọi là hàm cầu đảo. Thì từ chỗ này chúng ta được cái hàm doanh thu. Hàm doanh thu. Hàm doanh thu mình sẽ ký hiệu bằng TRQ. Thì nó sẽ bằng B nhân Q. Doanh thu thì nó bằng giá nhân cho sản lượng. Thì cái B thì mình sẽ thay bằng 1312 trừ cho 2Q. Và tất cả cái này mình nhân thêm cho Q nữa. Thì lúc này nó sẽ ra bằng cái gì? 1312Q trừ cho hai cái Q bình phương. Từ đó mình sẽ suy ra được cái hàm lợi nhuận. Hàm lợi nhuận. Hàm lợi nhuận thì mình sẽ ký hiệu đó là BQ. Thì nó sẽ bằng là hàm doanh thu trừ đi cho hàm trừ đi cho hàm chi phí. Hàm chi phí. Đấy. Như vậy thì cái hàm lợi nhuận của cái hàm doanh thu của mình đó là mình mới vừa tìm ra được ở trên đây. Trừ đi cho hàm chi phí. Thì hàm chi phí của mình là đề nó cho trên đây. Đây. Thì mình ghi nguyên cái hàm này xuống. Tức là nó là Q mũ 3. Cái này là Q mũ 3 trừ cho 77 Q bình phương rồi cộng cho 1.000 Q rồi cộng cho 40.000. Đấy, thì mình trừ mình sắp xếp lại thì khi mình bỏ dấu ngoặc này ra đó thì 1312 Q nè trừ cho 2 Q bình nè trừ cho Q mũ 3 nè. Rồi khi mà bỏ dấu ngoặc mà trước dấu ngoặc có dấu trừ thì trong đây mình đổi dấu lại thì nó sẽ là cộng 77 Q bình rồi là trừ cho 1.000 Q trừ cho 40.000. Vậy thì ở đây mình sẽ được cái hàm
T ở đâu hàm BQ nó sẽ bằng cái gì? Như vậy thì cái chỗ này là mũ cái bậc cao nhất thì mình đem ngay trước, tức là quy mũ 3. Quy 3 này mình đem ngay trước nè. Rồi chỗ này mình có là trừ 2 quy bình với là cộng 77 quy thì nó còn lại là cộng 75 quy bình. Còn chỗ này nó đang là 1312 mà trừ cho 1000 thì nó còn lại là 312. 312 quy. Rồi như vậy thì cuối cùng đó là còn trừ cho 40.000. Đấy, thì mình được cái hàm này gọi là hàm hàm BQ, tức là hàm lợi nhuận. Tiếp theo chúng ta có cái hàm lợi nhuận rồi, chúng ta sẽ tìm cái mức sản lượng quy để xí nghiệp đạt lợi nhuận tối đa. Tức là tiếp theo chúng ta sẽ tính đạo hàm của hàm hàm bi phẩy, đạo hàm của hàm bi thì ta có bi phẩy theo biến quy nó sẽ bằng trừ 3 quy bình. Cái này là mình đạo hàm quy nhân phương là đạo hàm được 2 quy nè, 2 mà nhân 75 thì nó ra được 150 quy và cộng cho 312. Rồi mình sẽ cho cái hàm bi này, bi phẩy này nó bằng 0 thì nó sẽ tương đương đến một cái phương trình bậc 2, tức là trừ 3 quy bình cộng 150 quy rồi cộng cho 312 bằng 0. Thì cái chỗ này thì chúng ta bấm phương trình bậc 2 bằng máy tính. Bấm phương trình bậc 2 bằng máy tính. Tức là ở đây mình bấm mod 9, mod 9 nè. Phương trình là số 2. Rồi phương trình bậc 2, chọn số 2 tiếp. Trừ 3 150 312 thì được 52 với trừ 2. Tức là cái phương trình này nó ra hai nghiệm. Hai nghiệm là quy bằng 52 và quy bằng trừ 2. Hiển nhiên là trừ 2 mình loại, bởi vì cái sản lượng của mình nó phải dương nhận. Sau đó mình sẽ tính cái đạo hàm cấp 2. Tính đạo hàm cấp 2. Đạo hàm cấp 2 thì rồi lấy cái đạo hàm cấp 1 này mình sẽ đạo hàm thêm cái nữa. Đạo hàm cấp 1 này mình đạo hàm thêm cái nữa thì mình được là trừ 6 quy cộng 150. Và mình sẽ tính cái giá trị của đạo hàm cấp 2 tại cái điểm mình mới vừa tìm được rồi. Cái điểm này mình gọi là điểm dừng đó. 52 này, thế vô. Thì nó sẽ bằng trừ 6 nhân cho 52 cộng cho 150. Tính thử này. Mod 1 trừ 6 nhân cho 52 rồi cộng cho 150 bằng âm 162. Âm 162 là nhỏ không. Như vậy thì mình sẽ suy ra được cái quy bằng 52 này là điểm cực đại. Của cái hàm nào, của cái hàm BQ, tức là hàm lợi nhuận. Do trên cái khoảng từ 0 đến cộng vô cùng nó có một cái điểm cực đại duy nhất, cho nên giá trị cực đại của nó cũng là giá trị lớn nhất luôn. Vậy thì mình nói là vậy cái lợi nhuận cực đại hay là gọi là lợi nhuận lớn nhất đó, hay lợi nhuận tối đa đó, lợi nhuận tối đa BMAX bằng lợi nhuận tại cái điểm 52. Và cái này mình tính ra luôn, tức là mình sẽ thế vô cái hàm lợi nhuận nè. Mình có thể sử dụng cái lệnh gán, tức là mình nhập nguyên cái hàm lợi nhuận này vô,
Đây là trừ quy mũ 3 đúng không? Thì bấm trừ x mũ 3 thôi. Trừ x mũ 3. Rồi cộng cho 75x bình phương. Cộng 75x bình phương. Rồi cộng 312 x về trừ cho 40.000. Và mình con cái x bằng 52. Thì nó ra là 38.416. 38.416. Đấy, thì trên đây là mình có cái ví dụ 20 về